Nguyễn Trung và Phan Diễm xin giới thiệu tới cả quý vị một dòng sản phẩm kem dưỡng tái tạo da. Và bây giờ Diễm sẽ chia sẻ về dòng sản phẩm này cho mọi người cùng biết nha. Mọi người nghe hai từ tái tạo da chắc là quý vị nghe rất là quen đúng không ạ? Vậy quý vị có biết tại sao là chúng ta nên phải tái tạo da lại không? Tái tạo da chính là cái bước dưỡng da nhanh nhất, giúp khắc phục những nhược điểm của da như là bị vết thâm lâu năm, sẹo rỗ, hoặc là những cái đốm sắc tố mà bị xỉn màu, làm sần sùi, làm lỗ chân lông của mình to. Và các sản phẩm mà dưỡng da hàng ngày không cải thiện được. Vì khi mà chúng ta càng ngày càng lớn tuổi thì chu trình tái tạo nó bị chậm dần và da lão hóa nhanh. Tuy nhiên việc các tế bào da mới chậm tăng sinh dẫn tới việc da dày và thô thì làm cho các sản phẩm dưỡng da thông thường khó thẩm thấu vào da hơn. Và đó chính là lý do mà nhiều người sử dụng mỹ phẩm cao cấp và đắt tiền vẫn không thể nào thấy hiệu quả. Và chăm sóc da thiếu đi một sản phẩm bổ trợ giúp tái tạo những cái tế bào da mới. Và hiện tại thì trên thị trường có rất là nhiều sản phẩm tái tạo da như là cái peel lột da mạnh làm cho da bị bào mòn, da nhạy cảm và dễ kích ứng, da dễ gì bị bắt nắng, sử dụng sẽ có nhiều rủi ro và bị sạm nắng. Vì vậy nên là với đội ngũ nghiên cứu nhiều kinh nghiệm thì kem dưỡng tái tạo da của Hazel đang được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng vì khả năng là phục hồi được một cách an toàn lớp biểu bì của da và không làm yếu đi chức năng da một chút nào. Và công dụng của dòng sản phẩm kem dưỡng tái tạo da thì giúp loại bỏ tế tạo da cũ xỉn màu, khuyết điểm sần sùi trên da, làm mờ sẹo, nếp nhăn nông, giúp cải thiện bề mặt da được phẳng mịn, loại bỏ những sắc tố nám và vùng da sẫm màu nha quý vị, làm mờ tàn nhang, vết thâm, giảm nám, giúp da trắng sáng, đều màu. Thì quý vị chúng ta cũng đã biết là trong thành phần của kem dưỡng tái tạo da gồm những chiết xuất tảo biển, chiết xuất mật ong lên men, glycerin acid, glycerin acid và có chiết xuất từ rau sam, bột cam thảo. Thì quý vị, tất cả những thành phần trong kem dưỡng tái tạo da thì giúp chúng ta một loại hóa chất được khai thác từ đại dương chứa nhiều dưỡng chất và khoáng vi lượng nước biển, hiệu quả làm sáng da nhanh chóng, có tính năng làm sáng da, mềm mịn da nhờ vào khả năng phân hủy các tế bào da chết trên một cách tự nhiên. Ngoài ra giúp thúc đẩy các tế bào da mới phát triển, giúp da đàn hồi và phẳng mịn, giúp da loại bỏ lớp tế bào da chết và biểu bì da cũ trên bề mặt của chúng ta, tạo điển kiện cho các tế bào mới phát triển, giúp da căng mướt trắng sáng. Thì những thành phần mà Vĩnh Trung và Văn Diễm vừa thấy thì quý vị có tính năng là như rau sam, là một loại thảo mộc rất quen thuộc trong dân gian, có tính năng gần giống với rau má đó quý vị, giúp hỗ trợ giảm viêm, làm dịu da, phù hợp với cả da nhạy cảm nha quý vị ơi. Và đặc biệt là bột cam thảo, nó có những cái hoạt chất kháng viêm và nó có tính chất là làm dịu da và giúp chúng ta da được chống kích ứng với những cái làn da nhạy cảm hơn. Chị Lan Anh có hỏi là chỉ da công thôi hả? Dạ, công ty Hazel Cosmetics của chúng em là gia công mỹ phẩm độc quyền. Và hiện tại trong ngày hôm nay thì em là giới thiệu với những dòng sản phẩm gia công nha quý vị nha. Sắp tới đây nữa thì em cũng chưa biết chính xác, thì sắp tới đây thì có những buổi live stream như thế này, chúng em sẽ bán hàng trực tuyến trên live stream cũng như những dòng sản phẩm của Hazel Cosmetics nha quý vị. Và ngày hôm nay là em và Phan Diễm đang giới thiệu quý vị là những dòng sản phẩm đang rất là hot cũng như là gia công độc quyền nha quý vị nha.